bàn phím dễ hỏng hóc, giá thành quá cao mà chất lượng lại chẳng đảm bảo. Bạn muốn nhập bàn phím từ Trung Quốc nhưng sợ bị lừa đảo, hàng giả, hàng nhái? Tìm hiểu ngay nguồn hàng bàn phím Trung Quốc chất lượng giá rẻ trong video ngày hôm nay. Các sản phẩm bàn phím Trung Quốc được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và kiểm định chặt chẽ trước khi phát hành trên thị trường, đảm bảo sẽ chiếm trọn lòng tin của khách hàng Việt. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại bàn phím máy tính Trung Quốc với đủ hình dáng bắt mắt, tính năng hiện đại. Trong đó phổ biến nhất là bàn phím đa phương tiện, bàn phím cơ, bàn phím giả cơ. Các loại bàn phím này nhìn chung đều có thiết kế rất đẹp mắt, nhiều kiểu dáng tùy theo sở thích của người mua. Nút bấm có độ nảy cao, lực ấn nhẹ nhàng nhưng vẫn mượt mà, chính xác. Hệ thống đèn LED được lắp thêm để tăng sự bắt mắt, sinh động cho sản phẩm. Để nhập khẩu được những loại bàn phím này rất đơn giản. Bạn có thể nhập khẩu qua các chợ đầu mối lớn ở Trung Quốc hoặc tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử. Nếu bạn muốn nhìn tận mắt sản phẩm để kiểm định chất lượng đồng thời thương lượng giá cả với nhà cung cấp, bạn nên nhập khẩu bàn phím Trung Quốc từ những nhà buôn ở các chợ đầu mối lớn như Ninh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Xuân. Còn phương thức order trên các sàn thương mại điện tử sẽ thích hợp với những khách hàng muốn tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà vẫn tiếp cận được nguồn hàng khổng lồ, đa dạng. Tuy nhiên, phương thức tối ưu nhất được các chuyên gia khuyên dùng đó là tìm kiếm đơn vị nhập khẩu bàn phím uy tín. Khi sử dụng phương thức này, bạn cần lưu ý đảm bảo một số yếu tố sau: nhập khẩu hàng hóa chính ngạch, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhập khẩu, sở hữu năng lực phương tiện vận chuyển, báo giá rõ ràng, chi phí hợp lý, đội ngũ nhân viên tư vấn thành thạo cả tiếng Anh và tiếng Trung, thời gian vận chuyển nhanh chóng, chính sách bảo hiểm hàng hóa minh bạch. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức nhập máy cắt sắt Trung Quốc chính hãng giá tận xưởng, hãy liên hệ với Vận chuyển Trung Việt Đại Dương qua số 0877883388 0876853888.